Huyện Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Cái Đồng và 11 xã, trong đó có 5 xã đảo ngoài, bao gồm các xã Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi. Cuộc sống của ngư dân thuộc 5 xã này chủ yếu làm nghề đi biển đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Năm 2022 này, chỉ tiêu quân số nhập ngũ, các xã ngoài đảo có số thanh niên nhập ngũ năm nay có chỉ tiêu tăng hơn so với các năm trước đó. Để có đủ tiêu chuẩn tuyển quân năm 2022 của huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vân Đồn đã thành lập các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và đồn biên phòng đến từng nhà, ra từng bè, thuyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hiện nay là đơn vị chúng tôi đang đảm nhiệm tuyên truyền ở 12 xã thị trấn, trong đó là có 5 xã đảo ngoài. Thì quá trình mà tổ chức thực hiện thì anh em chúng tôi cũng đã tiến hành làm các cái tờ rơi để ra tuyên truyền đến từng hộ dân, và đặc biệt là cái độ tuổi thanh niên lên chuẩn bị lên đường nhập ngũ thì chúng tôi gặp trực tiếp và tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và các cái chế độ được hưởng của quân nhân khi mà tham gia nghĩa vụ quân sự. Với 5 xã đảo ngoài, công tác tuyên truyền tuyển chọn thanh niên nhập ngũ khó khăn hơn. Tổ công tác phối hợp với lực lượng biên phòng hai đồn trên địa bàn huyện là Quan Lạn, Ngọc Vừng cùng chính quyền xã bằng nhiều biện pháp, không quản ngại ngày đêm đến từng nhà vận động tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự cũng như công tác giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương cho bà con ngư dân. Bố đẻ này, mẹ đẻ này, hoặc bố mẹ chồng này, người nuôi dưỡng hợp pháp, hoặc vợ chồng con đẻ con nuôi hợp pháp hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của bảo hiểm y tế hiện hành, con đẻ con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Chúng tôi ở đây thì hàng tháng, hàng quý các chú bộ đội vẫn ra thăm hỏi, động viên và nhắc nhở và tuyên truyền những cái việc để nhắc nhở con em mình hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự, làm tốt, nắm bắt được cái trách nhiệm của mình để phải bảo vệ cái chủ quyền biển đảo và cái nghĩa vụ quân sự để hoàn thành công việc mình coi như là nhà nước đã giao. Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự năm 2022 và triển khai nhiều biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, đồng thời phát huy và gắn vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, đặc biệt là thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Đến nay, huyện Vân Đồn đã có nhiều công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em Hoàng Gia Minh, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn đã ủ ước mơ, mong được trở thành quân nhân trong quân đội từ khi còn nhỏ. Vì vậy, ngay từ khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, mình đã viết đơn tình nguyện được tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Qua khám sơ tuyển, em đã đủ điều kiện tiêu chuẩn được tuyển chọn tham gia nhập ngũ năm 2022. Mình rất phấn khởi khi được biết mình đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Ở trong quân đội, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sau này trở thành một công dân tốt, có trách nhiệm và có ích cho xã hội. Điều may mắn nhất là em được gia đình ủng hộ và động viên nhiệt tình, tạo điều kiện để em yên tâm lên đường nhập ngũ. Tôi rất vui khi được nhập ngũ đợt này, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quân đội. Một người dân thì chung là mình phải chấp hành những cái nội quy cũng như cái bảo vệ Tổ quốc, và cũng tuyên truyền cho các con cháu nếu mà đến cái tuổi nghĩa vụ quân sự thì chúng tôi sẵn sàng để động viên các cháu để đóng góp cái nghĩa vụ quân sự cho nhà nước để xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Từ bởi vì mình muốn cái chủ quyền của mình cũng như là cái Tổ quốc mình nó bình yên thì mình cũng phải có cái trách nhiệm nghĩa vụ quân sự trong đó. Điều khó khăn nhất là hầu hết thanh niên đều trong độ tuổi lao động, có nghề chính là tham gia đánh bắt thủy hải sản, phải đi biển nhiều ngày. Do đó, tổ công tác phải vận dụng về thời gian, thời điểm khi ngư dân dừng đánh bắt hoặc những hôm thời tiết mưa gió, biển động mới có điều kiện gặp được các thanh niên này. Thì đến thời điểm này, thì 100% các cơ sở đã tổ chức khám tuyển xong. Thì trong quá trình khám tuyển, thì chúng tôi kết hợp với các cơ quan ban ngành của huyện là tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến các gia đình có con em tham gia nhập ngũ năm 2022. Đến bây giờ cái chất lượng công tác tuyên truyền đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện Vân Đồn
chúng tôi là đạt được tương đối tốt về nhận thức của thanh niên. 100% thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã nhận lệnh. Trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành khám sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện cho tất cả thanh niên đã qua sơ tuyển cấp cơ sở. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự nên công tác khám sơ tuyển đã đảm bảo đúng theo yêu cầu tiến độ, thời gian cũng như chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Những thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt này có tư tưởng tốt, hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ.